một thành bằng một năm sau về tin nữ chữ em trong xóm xa đau thương vì em xóm tim lạnh lùng sau về. Vâng, xin chào tất cả các bác nha, chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Và tiếp tục các video thì ngày hôm nay em Đặng Tín Audio vừa về một siêu phẩm. Thực sự đây là một siêu phẩm mới nhất 2023. Một chiếc vang cơ lai số của hãng LS Acoustic, hàng chính hãng luôn. Thực sự con vang này em nói vừa nghe từ mic, em bao cho các bác hay nhất thời điểm này với một con vang cơ lai số này. Con này đầy đủ echo dị vật, đây echo dị vật riêng biệt cho các bác làm sâu kẹo kéo dùng gia đình, con này cực kỳ hay. Và đặc biệt nữa là chiếc vang này có IC giải mã, có IC giải mã cao cấp bên trong, tích hợp bên trong luôn, nó lọc tiếng nhạc từ mic cực kỳ hay. Và đặc biệt khả năng chống hú, con này em bao chống hú cực kỳ tốt. Rồi và trước khi vào video, bác hoan hỉ ủng hộ channel Tín Subline nhé. Các bác vào theo video nhớ ủng hộ channel Tín Subline và đăng ký kênh màu đỏ bên dưới trang để không bỏ lỡ video mới nhất của em. Các bác nhớ ủng hộ channel và đăng ký kênh em nhé. Thế đây, trước mắt đây là chiếc vang LS Acoustic, model là S888, cực kỳ đẹp luôn, hàng chính hãng của LS Acoustic nhá. Và đặc biệt chiếc vang này có cả điều khiển xa, có đầy đủ điều khiển xa, bác tăng giảm to nhỏ theo điều khiển xa hết, hàng cao cấp luôn. Con này chạy chip của Mỹ nhá, hàng công nghệ thiệu của Mỹ, chạy chip của Mỹ luôn. Và đối chiếc vang này em nói luôn là bản mới nhất 2023 hiện nay, đầy đủ cổng qua Bluetooth và có IC giải mã nhá. Đây đằng sau chiếc vang đây, nó sẽ có đầy đủ cổng qua Bluetooth, có đường Cosi luôn. Đây hai đường nhạc vào này, hoa sen này, con này hai đường mic đằng sau nhá, rất tiện lợi luôn. Left và right hai đường ra chính và đường ra sub. Và quan trọng là đối với dòng vang này nó rất dễ chỉnh, rất dễ chỉnh nhá. Và toàn bộ có thể thấy đây một chiếc màn hình số cực kỳ đẹp, khi bác mở to nhạc nó sẽ vẩy đây, rất là đẹp luôn. Rồi và em sẽ nói qua cái công dụng của này, tại sao nó hay và nó chất như thế nào. Thì đối với dòng vang số thì các bác biết rồi, đến 95% bác không chỉnh vang số, nhưng riêng vang này nó đã tích hợp echo dị vật riêng biệt luôn. Và đặc biệt cái tiếng dị vật, anh em vừa nghe tiếng em alo, tiếng nó rất là mịn và sáng luôn. Thì đầu tiên đây, đầu tiên to nhỏ của nhạc này, đây là ở giữa là effect là vang nhẹ này, to nhỏ của mic này. Và đây, con này có rất nhiều cái hay luôn. Thì nó sẽ chỉnh bass, chung một chắc của nhạc nhá, bass và chung một chắc của mic. Và đặc biệt cái phần echo này, nó sẽ có phần delay của loa trái và delay của loa phải. Rất ít dòng vang cơ lai số hoặc vang cơ nào ngoại trường có dòng này. Đây nó chỉnh delay trái, delay phải luôn. Reverb là vang nhẹ. Và đặc biệt đây là phần dì vật riêng cho bác nào là muốn làm sâu. Đấy, kẹo kéo, bác dùng gia đình muốn có dì vật. Dì vật này vì sự xịn chuẩn cho bác luôn. Đấy, dì vật tham này, dì vật tổng này. Và con này có cắt tần số của dì vật luôn, cực kỳ ít nha. Em luôn là cực kỳ ít dòng vang là có luôn. Và đây chỉnh bát chép của phần quần effect vang nhại đây. Và thấy chưa, một màn hình rất là đẹp luôn. Phải nói con này tiếng cực kỳ hay. Các bác yên tâm một điều là nếu không hay giả em luôn. Vì đặc biệt con này chạy chip của Mỹ và có IC giải mã cao cấp luôn. Rồi em sẽ alo từ mic cho bác và sẽ báo giá luôn, hàng chính hãng luôn và sẽ báo giá cực kỳ tốt các bác nhá. Và cùng nghe qua tiếng mic của con vang LS Acoustic này. Năm sau về, năm sau về, mưa xuân về đi, hoa bi chim nhím bàn tay. Năm sau về, em mới chứng minh cách biệt rồi sao? Em khẳng định có với phân khúc tầm giá không có một con vang nào nếu về cái chất về echo dị vật, bác nghe tiếng vật này. Thì còn hay đập sau về. Bác nghe tiếng echo dị vật nó quẹ với nhau, con nói luôn các bác. Nếu trong tầm giá em chưa bán con vang nào hay như con này với tầm giá luôn từ trước này để một kiếm một con vang cơ lai số như này, cực kỳ chất luôn. Đập sau về, em mới chứng minh cái biệt rồi sao? Đập sau về. Tiếng nhạc cái tiếng mic nó cực kỳ hay và ngày nay em báo giá luôn. Giá hiện nay hãng LS Acoustic đang bán còn là 3.200.000. Nhưng ngày hôm nay em làm việc công ty, đây là bản mới nhất 2023 của LS Acoustic. Thì ngày hôm nay em sẽ bán chia cho các bác 10 bát đồng nhanh tay muốn sở hữu dòng vang cơ lai số cao cấp này. Chốt vàng S8 cho em, model S8 này. Chốt vàng S8 nhắn tin qua cho em một mức giá chỉ có 1.700.000. 1.700.000 một con vang cơ lai số cao cấp nhất 2023, 1.700.000. Tất cả các khi mua hàng bên em sẽ được ưu đãi, được nhận hàng, kiểm tra thanh toán không hay, không chuẩn, giả em Đặng Tín, không mất đồng nào cả. Đây một điều có rất thoải mái khi mua hàng bên em. Chốt vàng S8, anh em vui lòng nhắn đúng cú pháp nha, chốt vàng S8 nhắn tin qua cho em 1.700.000 thôi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2. Thực sự về cái tiếng mic em bao bác không hay, cứ giả lại em luôn. Ê cho gì vào riêng biệt nhá anh em nhá. Rất nhiều bác thích làm kẹo kéo dùng sự kiện muốn có gì vào riêng biệt đây. Bản này làm gì vào riêng biệt và cắt tần số gì vật luôn. 1.700.000 đồng bao ship, chốt vàng S8 nhắn tin qua cho em. Chốt vàng S8. Là cái đúng pháp cho bạn S8 nhắn tin qua cho em 1.700.000 đồng bao ship. Rồi em sẽ test thử là ok đây. Anh em nghe cái chất âm từ tiếng nhạc tiếng mic này. Em hát thì không hát không hay đâu, nhưng mà anh em cũng nghe vào chất âm nhá. Và đây giờ con này XC giải mã, bác nghe tiếng nhạc từ tiếng nhạc tiếng mic nó rất là sạch sẽ luôn. Rất là đẹp nhá. Em khẳng định cực kỳ khó kiếm ở đâu được con vàng như này với tổng giá 1.700.000 thôi. Em sẽ bao ship tận nơi các bác bảo hành trong 1 năm. Nên bắt đầu nhu cầu hãy liên nhanh tay liên hệ qua số điện thoại em 0916 957 888, chốt vàng S8 cho em 1.700.000 chiếc vàng cơ này số cao cấp này, bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Giờ vàng chào quá nhá, bắt đầu nhu cầu hãy liên hệ ngay qua số điện thoại em. Chào tất cả các bác nhá.